Xin chào các bạn. Hôm nay thì bên Lô Thư Bằng xin giới thiệu với các bạn một mẫu ghế chả, hay còn gọi là ghế Ba Ba San. Mẫu này là mẫu đôi dành cho hai người ngồi, có thể chịu tải lên đến 200 kg. Thì cái mẫu này thì làm bằng khung là thép sơn tĩnh điện và cuốn nhựa giả mây. Đấy, phần phía trên thì được làm từ một cái đệm, bên trong có bong nhé, rất là êm, dày khoảng 10 cm, và được bên ngoài thì là được may bằng lớp vải lì. Đây, may hình kẻ caro, hình múi, rất là êm luôn. Đấy, sản phẩm này rất là phù hợp để dành cho các bà bầu, có thể làm rất là thư giãn, không gây đau lưng, hoặc làm quà tặng cho ông bà bố mẹ. Đấy, hoặc là có thể để có thể thậm chí có thể là du các em bé ngủ đây rất là an toàn nhé. Bởi vì cái kích thước của cái lòng chảo này lên tới 1 mét, chiều dài là 1m6 và chiều cao phía trước là 45 cm, phía sau là khoảng 70, thì tạo thành một đôi dốc thoai thoải, nằm rất là thích và không đau lưng. Đây, phần khung thì được bọc rất là chắc chắn nhé. Đây, có thể thấy quý vị có thể thấy cái phần nan này. Đây, cái phần nan thì đan rất là mau, và cái thành từng nan cũng dày khoảng tầm 1 cm đường kính. Chân đây rất là chắc chắn. Mẫu này thì phần đệm thì được may rất là nhiều màu nhé, có 33 màu để quý khách lựa chọn, xanh, đỏ, tím, vàng. Đấy, thì khi mà quý khách đặt hàng thì bên em sẽ gửi cái mã màu quý khách thể lựa chọn. Đây, sản phẩm này thì có thể để ở ban công phòng khách, hoặc là chung cư đấy, hoặc là resort homestay, hoặc là thư viện. Thì khi mà khách hàng bạn bè đến chơi mà có cái ghế để ngồi rất là thư giãn, có thể ngồi đọc sách này, nhâm ly cà phê cũng rất là ok. Đây, quý khách nhìn cái phần nan này được bọc rất là cẩn thận. Đây, quý khách mà quan tâm đến mẫu ghế Ba Ba San đôi này mà muốn sở hữu thì có thể liên hệ số hotline của bên em nhé, 0902 886 002, website là lothubangdep.com. Rồi, cảm ơn các bạn, quý khách đã theo dõi.